Xin chào các bác, có trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Highline, một là mẫu xe đạp được trang bị bộ khung là từ titan, một vật liệu sản xuất khung xe đạp đắt đỏ bậc nhất hiện bây giờ là titan, loại nhẹ, có độ nhẹ và đắt hơn cả là carbon. Bộ phần khung như vậy trên hình là full tốc full titan, bộ được lên bằng titan, trọng lượng xe rất là nhẹ, 5-7 cân, 18 cân, công nghệ titan. Rồi có trang bị bộ group Shimano Tiagra rất là cao cấp trong dòng Shimano xe đua. Và bộ group Shimano Tiga có gạt đĩa là của 105. Bộ bành carbon cao bản rất là dày, tạo nên cái độ chất lượng của chiếc xe và cũng thêm phần nhẹ cho chiếc xe lên rất là nhiều. Bộ mây của DT Swift, một loại phụ tùng xe đạp cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, đi vào khối lổ, cái tính khối lổ nghe rất là êm, không bị gắt như là những chiếc khối lổ quá ở trên thị trường. Khối lổ chiếc xe nghe rất là êm, rất là thích tai. Phần tay lắc cũng được trang bị bộ tay lắc của Ultega. Ultega Connect in Japan C6008. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50-51 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 51 cm. Để xe của các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì là phù hợp. Của group Ultega với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa, cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Con đĩa rồi chỉ cắt cho bạn đi. Chiếc xe đang có giá bán với em, tôi có giá rất là tốt, chỉ có là 32.800.000, 32.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 79 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.